Em xin chào các bác nhé. Thì hôm nay nhà em có hai cái lô cây sung này, nó cũng lên được có hai cái chậu to. Thì nhà em có đánh lên để ở đây để thi thoảng ai đến thì ngắm, cũng như là có quả thì vặt ăn thôi. Chứ nhà em cũng chưa có ý định bán, thì em vẫn review quay qua cho bác xem. Con sung này nhà em là anh gốc tầm khoảng 60. Bông tán tay rất mịn này. Đây nhìn rất là rõ ràng. Đấy. Cả những cây ở đây. Đây là cây đầu tiên. Đây, ngắm xa cho các bác xem cái dáng thế luôn. Nó đẹp. Đấy. Ở đây. Đây là một cây nữa. Được chưa? Đây một cây nữa rất là đẹp không ạ? Nhìn chưa? Cây rất đẹp. Cây dáng thế nó bay. Đang bay. Ừ, lá rất là nhỏ luôn. Gốc này. Gốc này. Gốc lên. Đẹp. Lung linh. Sung này đã ra một lứa quả nhé. Đấy. Ở đây có hai cây. Ở đằng sân. Ở đây một cây nữa. Mình đang để phụ giấy báo. Đấy. Gốc rất là to. Đây một gốc nữa. Rất là to. Đều trong tắp từ trên dưới. Đấy. Các bác nhìn nhé. Rất đẹp. Đẹp luôn. Thì hai cây này thì em cũng ba cây này em đánh có chậu thì đánh lên thôi, chứ ngoài vườn thì vẫn còn. Thì đánh tạm bên đây vì nó cũng gần hoàn thiện rồi. Để vào đây cho nó già cây. Đấy. Thì review qua ba cái cây to để các bác biết là nhà vườn em có cả to nhỏ nhé. Đấy, còn cây tầm nhỡ thì nhà em cũng có. Đây cây tầm nhỡ của nhà em thì ở đây. Đây một cây tầm nhỡ rất đẹp. Cây tầm nhỡ này em đã review rất nhiều trong clip rồi, nhưng mà lên đôn chậu thì cao thì quay lên thì dáng thế nó sẽ rõ hơn. Nhìn chưa? Đây anh cây nó dáng đẹp, cây 67 nhìn rất là to quái này, gốc rất quái già. Nhìn chưa? Đấy, thì bác nào có ưng thì cứ liên hệ số điện thoại em để góc màn hình để em sẽ chụp ảnh rõ ràng hơn cho các bác ngắm. Thì nhìn nó sẽ ra hình hài nó sẽ rõ hơn. Quay như này thì đôi khi là nó không thiếu, nó thiếu sáng. Em quay nó có lúc thiếu sáng nên nó không được đẹp. Đây các bác nhìn nhận. Không thể toát lên để đẹp hết của cây được. Gốc rất là già luôn. Xù xì. Rất là già, cây này cũng đã ra một lứa quả nhé. Đấy, thì bác nào ưng thì cứ liên hệ số điện thoại của em để góc màn hình thôi. Thì cây nó nhiều quá em quay lên nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Em review qua những cây nào các bác nhìn dáng thế nó ổn, các bác sẽ liên hệ số điện thoại để em để góc màn hình để các bác sẽ được ngắm cây ở một góc đẹp hơn. Đấy, thì em sẽ chụp rõ nét hơn. Đây, rồi, em xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem clip.